Video này tôi sẽ hướng dẫn cách để mà mình ấp trứng dế. Thì ở đây là có 4 ổ trứng dế, nó có 4 cái ngày tuổi khác nhau. Đây là cái ổ trứng dế nó vừa mới đẻ. Con dế nó vừa đẻ xong thì cái trứng nó hơi vàng vàng. Nó vừa đẻ xong thì trứng nó có màu hơi vàng vàng. Còn cái sau khi cái ổ trứng này được ấp 3 ngày thì cái trứng nó bắt đầu cái chuyển qua cái màu hơi trắng đục. Và đến ngày thứ năm, tức là thứ ngày mình ấp được tới cái ngày thứ năm thì cái trứng dế bắt đầu nó có, mình nhìn bên trong thì sẽ thấy nó tượng hình một cái mắt của con dế với con, nó đã tượng hình bên trong. Nếu mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy được cái con mắt, nó có một cái chấm đen ngay cái đầu của một đầu của cái trứng. Là nó có một cái chấm đen nhỏ ở ngay góc đầu luôn. Thì ở ngay góc này là nó có cái con mắt, một con mắt của con dế, nó vừa tượng con đó. Thì ở vào cái ngày thứ năm thì bắt đầu nó tượng một cái con mắt rồi. Đây là cái ổ trứng nó được ấp tới ngày thứ tám. Ngày thứ tám thì mình nhìn thấy là cái tượng hình hai con mắt của con dế rõ ràng. Nó tượng hình rất là rõ rồi. Nếu mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy nó tượng cái hình rất là rõ. Những cái con dế thì nó đầu tượng hình nguyên một, mình nhìn thấy nguyên con dế nó nằm bên trong cái trứng rồi. Thì thường là tới ngày thứ 9, tức là từ ngày nó đẻ ra đến ngày thứ 9, nếu thời tiết bình thường thì đến ngày thứ 9 thì cái trứng dế ta này bắt đầu nó nở. Thì khi đến ngày nó nở thì sẽ chuyển nó qua cái xô để mà mình nuôi ương với con. Thì qua cái xô ương với con thì mình sẽ ương với con trong khoảng thời gian 10 ngày và mình chuyển qua cái chỗ để mình nuôi thương phẩm. Thì cái cách ấp trứng thì mỗi một ngày ấy, là mình sẽ phun sương nước 3 lần để giữ ẩm cho cái ổ trứng, tính từ ngày nó mới đẻ ra. Tức là một ngày mình dùng cái bình phun, mình phun sương 3 lần chia đều nhau. Sáng, trưa, chiều, phun sương thôi. Và nhớ là phun sương sáng, trưa, chiều. Và cứ phun liên tục từ ngày mới nở, mới đẻ ra cho đến khi tới ngày thứ 9 thì con dế bắt đầu nó nở, thì mình mới chuyển qua
cái xô để mình nuôi ươm giấy con. Cái cách ấp trứng giấy thì nó cũng rất là đơn giản. Mình chỉ cần bỏ nó vô một cái xô, cái chậu hay là bất cứ chỗ nào mình để nó, miễn nó nằm trong mát, không có bị ánh nắng trực tiếp hay là mưa trực tiếp vào thì mình sẽ ấp trứng giấy được.